Một trong những cái điều mà Thuận nhận được từ các bạn gần đây đó Đó chính là khi nào chúng ta mới thấy cái thông báo quý 3 từ những công ty Tại vì chúng ta đã kết thúc quý 3 rồi Bây giờ chúng ta đã bước qua quý 4 Có nghĩa là bắt đầu từ tháng 10 là cái quý 4 Ngày 30 tháng 9 là kết thúc cái quý 3 Thì nhiều bạn muốn biết là những công ty khi nào thì họ mới thông báo thu nhập Không phải là các bạn quan tâm đến thu nhập thường biết Tại vì các bạn chỉ muốn quan tâm đến là những công ty đó thông báo thu nhập thì họ sẽ kê khai là họ có đi thu mua Bitcoin hay là không, hay là thu mua crypto trong cái quý 3 vừa rồi hay là không và một chuyên công ty các bạn quan tâm đến là Tesla thì Tesla đã đưa ra một cái thông tin là họ đã có thể là giao nhiều xe hơn là cái dự định trong quý 3 nhưng mà tôi nghĩ là các bạn cũng không quan tâm đến đâu, các bạn chỉ muốn biết là khi nào chúng ta mới biết là Tesla có mua thêm Bitcoin hay là đã bán Bitcoin hay chưa thì hiện bây giờ đã vẫn chưa ngày chính thức nhưng mà cái ngày chuẩn đoán đó là ngày 20 tây tháng 10 năm 2021 thì chúng ta mới có cái thông báo quý 3 đến từ Tesla. Tương tự các bạn thì được là những công ty như là chúng ta nói tới công ty Square của Jack Dorsey thì cũng như vậy. Chuẩn đoán bây giờ là khoảng chừng là ngày 9 tháng 11 thì mới có cái thông báo quý 3 là như thế nào. Và những công ty khác như là Michael Strategy thường nghĩ là không có nhiều bạn Quá bất ngờ đâu tại vì Michael Saylor là một người mà cứ mỗi lần mà thu mua Bitcoin thì cứ thông báo liên tục ở trên Twitter Nhưng mà nếu như bạn nào mà có hứng thú đó thì Michael Strategy bây giờ chẩn đoán là sẽ có thông báo quý ba vào ngày 26 tây tháng 10 Cho nên các bạn thấy được là tình hình đó, là khoảng chừng là cuối tháng 10 chúng ta mới bắt đầu là có những thông tin từ những công ty là quý ba họ thu nhập như thế nào Và đặc biệt là họ có lưu trữ thêm crypto hay là họ đã bán chưa Chúng ta phải chờ đến cuối tháng này mới biết được thì bây giờ chúng ta đã bước qua một cái tuần mới đó Thì các bạn cũng đã biết là thường thường hay nói là những người tham gia tài chính đó, thì cái trí nhớ rất là ngắn hạn Các bạn thấy được là hai tuần trước đó đó thì ai cũng muốn nói về cái sự kiện liên quan tới cái công ty địa ốc Evergrande phá sản ở Trung Quốc Nhưng mà tuần vừa rồi thì hầu như là không có ai nói tới hết Tuần vừa rồi thì ai cũng chỉ muốn nói tới cái thông tin liên quan tới nợ trần của Hoa Kỳ thì tuần sau có nghĩa là cái tuần này nè thì cái tuần này À, các bạn sẽ có những cái thông tin gì thì tôi muốn chia sẻ một số những thông tin mà có thể được đề cập đến trong tuần này để các bạn có thể nắm được thứ nhất đó chính là cái uh, tin tức liên quan đến cái gói hỗ trợ cơ sở hạ tầng đây là cái gói mà đã được thông qua ở thượng viện mà Thuận đã chia sẻ với các bạn trong đó có một cái mục liên quan tới thuế crypto thì cái mục đó cũng sẽ không được thay đổi nhưng mà cái gói này bây giờ vẫn chưa có được thông qua tại vì ở hạ viện đó, thì bây giờ đang tiếp tục đàm phán ở giữa hai đảng là muốn có thêm một cái phần chi tiêu nữa có nghĩa là các bạn thấy được là cái con số thôi nhớ là hơn một nghìn tỷ này đó là không đủ bây giờ lại muốn có thêm một số tiền nữa để tiếp tục chi tiêu cho chính phủ của Hoa Kỳ thì đây là một đề tài mà Thuận nghĩ là chúng ta sẽ tiếp tục nghe nói tới trong thời gian một hai ngày kế tiếp liên quan đến cái gói hỗ trợ cơ sở hạ tầng này khi nào mới được bỏ phiếu ở hạ viện hoa kỳ còn về cái sự ảnh hưởng đến crypto thì nghĩ là cái sự ảnh hưởng đó chúng ta đã nói tới trước đây khi mà à, chuẩn bị thông qua ở thượng viện thì tôi nghĩ là thông tin này ít nhiều gì nếu như mà nói tới ảnh hưởng à, ngắn hạn trực tiếp thì sẽ không có nhiều sự ảnh hưởng đối với thị trường crypto đâu nhưng mà chúng ta nói tới một cái đề tài khác nữa Thường nghĩ đây là một cái đề tài mà sẽ nóng hơn nếu như mà đây là sự thật Thì bây giờ có nhiều cái thông tin nói là bây giờ đó Thì chính phủ của Tổng thống Joe Biden Thì nghĩ là Trung Quốc đó không có giữ đúng cái hiệp định Liên quan đến cái hiệp nghị kinh tế giữa Trung Mỹ Phần 1, các bạn có thể nhớ là cách đây Thường nhớ là hai năm trước đây đó Thì đã có một cái thời gian là khoảng và dài tháng chúng ta nghe nói rất nhiều những thông tin liên quan đến chiến tranh thương mại Trung Mỹ và sau đó, đó thì đã có một cái hiệp định thương mại phần 1 là được ký lúc đó là bởi cựu tổng thống Donald Trump và chính phủ của Trung Quốc lúc đó thì bây giờ thông tin là cái hiệp định đó không có được thực hiện bởi bên của Trung Quốc thì nếu như mà đây đó là sự thật thì chúng ta sẽ tiếp tục thấy những cái biện pháp đến từ chính phủ của Joe Biden thì có thể là những biện pháp gì? thì các bạn thấy là khi chúng ta nói tới chiến tranh thương mại đây là phần lớn chúng ta sẽ nói tới cấm vận hay là chúng ta sẽ nói tới à, liên quan đến là đánh cái thuế quan có nghĩa là cái thuế xuất nhập khẩu đó thì đương nhiên đây là một trong những điều mà có thể dẫn đến cái sự lo ngại trong thị trường chứng khoán. tại vì sao? tại vì các bạn thấy được là khi mà chúng ta nói đánh cái thuế xuất nhập khẩu đó thì đương nhiên chúng ta sẽ làm ảnh hưởng đến thu nhập của những công ty của ở Trung Quốc cũng như là ở Hoa Kỳ. Các bạn thấy là Trung Quốc thì có nhiều công ty họ xuất khẩu qua những nước khác như là Hoa Kỳ thì khi mà họ xuất khẩu như vậy đó thì có thể là bị đánh cái thuế nhập khẩu qua bên Hoa Kỳ thì sẽ dẫn đến là cái mặt hàng của họ có thể phải bán với cái giá cao hơn và có thể làm ảnh hưởng đến cái thu nhập của họ cũng ngược lại các bạn thấy được là Hoa Kỳ cũng xuất khẩu rất là nhiều những hàng hóa bên Trung Quốc như là chúng ta nói tới là iPhone hay là chúng ta nói tới là xe của Hoa Kỳ vân vân và điều này có thể làm cho những nhà đầu tư trong thị trường chứng khoán họ sẽ điều chỉnh lại cái sự suy nghĩ của họ về thu nhập của những công ty này thì có thể dẫn đến là cổ phiếu có cái sự đi xuống đây là cái ảnh hưởng chúng ta nói riêng về thị trường chứng khoán của hoa kỳ nhưng mà cái sự ảnh hưởng thực sự đó là các bạn thấy được là mỗi lần mà có chiến tranh thương mại thì cái người mà chịu thiệt thòi nhất vẫn là người dân tại vì người dân là phải bỏ cái số tiền cao hơn tại vì những mặt hàng này bị đánh thuế và những người dân là của cả hai quốc gia nhưng mà điều này đó thì có ảnh hưởng gì đối với thị trường crypto dựa theo tài liệu của năm 2019 nghìn thì cái thời điểm đó đó nhiều bạn cũng đã nhớ là lúc đó là cái thời điểm cũng là khá đỉnh điểm liên quan đến chiến tranh thương mại giữa Trung Mỹ ở cái thời kỳ của cựu tổng thống Donald Trump. Thì lúc này đó là dựa theo bài viết này của Forbes thì các bạn đã thấy được là tình hình ngắn hạn đó thì có thể là nhiều người khi mà họ bán cổ phiếu của mình tại vì họ sợ là chiến tranh thương mại ảnh hưởng đến thu nhập của công ty thì giá cổ phiếu sẽ xuống cho nên họ bán trước dẫn đến giá cổ phiếu đi xuống. Họ cũng có thể là bán Bitcoin tại vì họ nghĩ là họ không muốn chấp nhận nguy hiểm nữa ở cái thời điểm này nhưng mà nhìn lại đó thì thấy rất rõ ràng là các bạn thấy được là chúng ta thường hỏi là thị trường chứng khoán đi xuống thì thị trường Bitcoin như thế nào hay là crypto sẽ ra sao. Nhưng mà tôi nghĩ là chúng ta hỏi cái gì đó thì cũng không có đúng lắm tại vì các bạn thấy được là trong thời gian dài hạn thì thị trường Bitcoin có lúc đi cùng xu hướng với chứng khoán Hoa Kỳ, có lúc thì đi ngược lại xu hướng. Lý do đó là không phải là ngược lại hay là đi cùng xu hướng mà cái điều mà chúng ta thấy được rất rõ ràng là thời gian dài hạn dẫn đến là Bitcoin với xu hướng của cổ phiếu đó không có bất cứ một cái sự tương quan nào. Cho nên đó mới là cái giá trị của có một cái đồng như là Bitcoin ở trong một cái danh mục đầu tư. Tại vì chúng ta muốn có một cái đồng mà không có đi cùng xu hướng chung của thị trường tài chính. Nhưng mà cái mà các bạn nên hiểu đó là Bitcoin đi cùng xu hướng này ngược xu hướng với lại chứng khoán hoa kỳ là tùy theo là chúng ta đang nói tới lý do tại sao mà thị trường chứng khoán có cái sự giảm xuống và khi mà nói tới chiến tranh thương mại đó thì các bạn thấy được là lịch sử cho thấy là trong ngắn hạn thì Bitcoin cũng sẽ có chung xu hướng với lại thị trường chứng khoán nhưng mà sau đó thì các bạn thấy được là Bitcoin trở thành một loại tài sản lưu trữ giá trị mà nhiều người sẽ nhảy vào để mà lưu trữ bảo quản giá trị của họ thì điều này đã xảy ra vào năm 2019 có điểm chiến tranh thương mại Trung Mỹ ở thời điểm đó thì cổ phiếu đi xuống nhưng mà các bạn thấy được là giá Bitcoin đã có sự phản ứng ngược lại thì ngắn hạn có thể là cùng ngày đó hay là một hai ngày sau đó thì có thể là cùng cái xu hướng của chứng khoán nhưng mà sau đó thì dài hạn hơn các bạn sẽ được là cái tình hình sẽ thấy rõ ràng hơn là Bitcoin sẽ là một loại tài sản dựa theo lịch sử trước đây khi mà có chiến tranh thương mại là một loại tài sản mà có cái sự tăng giá trong khi mà chứng khoán giảm giá đây là điều mà thông muốn chia sẻ trước để cho nếu như mà điều này xảy ra thì các bạn cũng đừng có quá bỡ ngỡ chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những cái thông tin đi thì uh, nhiều bạn có biết là SEC đã thông báo hồi thứ sáu đó là họ đã dời cái ngày duyệt Bitcoin ETF cho bốn cái quỹ đầu tư lại và họ sẽ dời lại 45 ngày tổng cộng nhiều bạn cũng nên nhớ là SEC sẽ có thể dời tổng cộng là 8 tháng họ có thể chịu khoảng 8 tháng nhưng mà sau đó thì họ không cách nào chịu khoảng nữa họ phải một là ra quyết định là chấp nhận hai là quyết định là không chấp nhận nhưng mà trong cái thời điểm này đó thì những cái quỹ đầu tư này đã bị dời lại 45 ngày trong đó chúng ta có quỹ đầu tư của Global XBTC Trust dời lại là sẽ duyệt vào ngày 21 tháng 11 Valkyrie XBTO BTC Futures Fund giờ lại ngày 8 tháng 12, Wisdom Tree BTC Trust giờ lại ngày 11 tháng 12 và Crypto in BTC ETF giờ lại ngày 24 tháng 12. Thì một điều mà các bạn thấy được đây đó là những cái ngày này là những ngày mà cuối năm 2021 thì các bạn thấy được đây cũng là một điều thường cầm thấy là tốt tại vì nó sẽ tăng thêm kịch tính để mà hỗ trợ cho câu chuyện là thị trường sẽ pump trong cuối năm nay thì tất cả những cái dự án này bị đẩy lùi lại cho đến cuối tháng 11 hay là cuối tháng 12 của năm nay thì các bạn thấy được là nhiều người sẽ tiếp tục nuôi cái hy vọng từ đây cho đến ngày đó đây là điều mà thông muốn chia sẻ với các bạn chúng ta thấy được là một trong những câu chuyện mà nhiều người nói là bitcoin crypto sẽ tăng mạnh từ đến cuối năm đó chính là cái câu chuyện liên quan tới một cái bitcoin ETF được thông qua thường thì có cái suy nghĩ là ETF cho Bitcoin là một chuyện sớm hay muộn mà thôi Và thậm chí trên thế giới các bạn thấy những cái quốc gia như là Canada hay là ở Brazil đã có rồi Chúng ta đang chờ Hoa Kỳ được thông qua mà thôi Không phải là có hay không mà khi nào Và thị trường này các bạn thấy là cứ liên tục nạp đơn để mà có được một Bitcoin ETF thông qua Nhưng mà đợt này đang nhiều người nuôi cái hy vọng cao hơn Tại vì các bạn thấy là Chủ tịch Gary Chancellor của EC đã nói đó là SEC có thể cho một Bitcoin ETF thông qua nếu như mà Bitcoin ETF đó là dựa theo hợp đồng tương lai (futures) và các bạn thấy được trên màn hình Valkyrie XBTO BTC là một cái quỹ đầu tư dựa theo Bitcoin futures. Đúng ý của Gary Chancellor chúng ta tiếp tục chờ đợi mà thôi, xem coi tình hình là như thế nào. Nếu như chúng ta có một cái Bitcoin ETF thông qua, thì các bạn sẽ thấy là giá cả sẽ có cái sự dao động rất là mạnh chúng ta bây giờ hãy nói tới uh, stablecoin đi thì ngày hôm nay uh, chúng ta cũng nghe nói một cái thông tin đó chính là thông tin uh, được chia sẻ bởi thượng nghị sĩ cynthia lumas của tiểu bang ngoài đây là một người mà rất ủng hộ thị trường crypto nhưng mà nghị sĩ cynthia lumas cũng đã nói đó là để giảm đi cái sự lo lắng của sec liên quan tới những đầu ổn định đó, thì cynthia Lumos tin tưởng là đầu ổn định là cần phải được hỗ trợ trực tiếp bởi tiền mặt chứ không có thể nào mà chúng ta có đồng ổn định bây giờ rồi cái số tiền đó công ty mà phát hành đồng ổn định đó họ dùng số tiền đó để mà đi đầu tư vào trái phiếu hay là những tài sản khác nó sẽ rất nguy hiểm đối với lại bảo đảm giá trị của đồng ổn định nếu lợi như mà họ đầu tư thất bại thì như thế nào như bảo thường là những công ty như là Tether hay là USDC họ kiếm tiền từ đâu các bạn thấy được là người ta đưa tiền thì những công ty đó sẽ in đồng ổn định ra nhưng mà những công ty đó sẽ dùng số tiền đó để mà đi đầu tư để kiếm lợi nhuận và Bây giờ đó thì xin luôn nghĩ là chúng ta cần phải có một cái lực là những đầu ổn định cần phải được đảm bảo bởi tiền mặt và có thể là những đầu ổn định nó chỉ nên được phát hành bởi những cái ngân hàng mà thôi, những ngân hàng mà có bảo hiểm thì nó sẽ an toàn hơn. Thì tôi nghĩ đây là cái sự tiến tới liên quan tới pháp lý, tôi nghĩ là những công ty như là Tether hay là USDC đó nếu như mà họ muốn tiếp tục hoạt động tôi nghĩ là họ cần phải có cái bằng hoạt động như là một ngân hàng và cần phải có bảo hiểm và cần phải có kiểm toán thường xuyên. Nhưng mà đây cũng là một điều tốt đối với thị trường này Các bạn thấy là đã từ lâu nhiều người đó Thì rất là lo sợ về một ngày nào đó đột ngột Công ty Tether nói là không có tiền để mà đảm bảo đồng USDT Nhưng mà bây giờ tình hình càng càng đỡ hơn Tại vì tình hình bây giờ đó chúng ta có rất nhiều những cái loại đồng định khác nhau trên thị trường Cho nên nếu như mà Tether gặp vấn đề thì vẫn còn những đồng định khác Chúng ta có thể uh, sử dụng cho nên cái sự nguy hiểm đã giảm rất nhiều. Năm 2017 đó có thể nói được là nhiều người không an tâm với thị trường này tại vì Tether quá lớn và không có kiểm toán. Bây giờ thì cái sự lo ngại đó đã giảm đi. Mà bây giờ rất rõ ràng là chính phủ Hoa Kỳ không thích những công ty Tether hay là Circle có thể phát hành đồng ổn định mà các bạn thấy được là họ muốn đồng ổn định được phát hành bởi một cái ngân hàng thì những công ty đó thì nghĩ là cần phải có bằng ngân hàng nếu như muốn tiếp tục. Thông tin kế tiếp đó, là gần đây các bạn thấy được là công ty Strike đó, thì có rất là nhiều cái sự quan tâm đến. Strike là cái công ty mà tạo cái ví Strike để cho các bạn có thể sử dụng với lại Twitter và các bạn thấy được là công ty Strike cũng là công ty đứng sau lưng để mà hỗ trợ cho nước El Salvador. Thì gần đây các bạn thấy được là CEO của công ty Strike đã được mời lên rất nhiều đài truyền hình Và cái thông điệp đó càng ngày càng rất là tốt Các bạn thấy được là trước đây nhiều năm đó thì mỗi lần mà nói tới Bitcoin trên đài truyền hình Như là CNN hay là CNBC thì phần lớn là rất là tiêu cực Nói là thị trường này là một cái bong bóng, thị trường này là lừa đảo, thị trường này không có giá trị vân vân Nhưng mà bây giờ các bạn thấy được là cái thông điệp đã hoàn toàn thay đổi rồi Thì bây giờ đó các bạn thấy được là cái thông điệp của Bitcoin đó khi mà chúng ta có bước vào Salvador chấp nhận Bitcoin như là tiền tệ đó thì cái thông điệp Bitcoin bây giờ không chỉ riêng đồng vàng điện tử mà các bạn thấy được là những cái thông điệp được đưa đến từ đài truyền hình là Bitcoin cũng có thể được sử dụng như là một cái loại tiền tệ dùng để thanh toán thông qua những cái ví như là cái ví Strike những cái ví mà sử dụng mạng lưới Lightning Network mạng lưới tầng hai của Bitcoin và nói tới đây đó thì các bạn được là Mạng lưới này đã, đã, không được nói tới năm 2019 và năm 2020 Nhưng mà năm nay đã là một năm mà có cái sự tiến triển rất là tốt đối với mạng lưới này Các bạn thấy được tổng cộng bây giờ đó thì mạng lưới này có 14.208 cái máy nô no Và có tới 69.774 channel Có nghĩa là cái đề con số kênh thanh toán Thì các bạn thấy được là tổng cái số lượng ở trên mạng lưới của Lenovo vừa cái ngày lại càng tăng lên Các bạn thấy được là bây giờ đã, đã tổng cộng có khoảng chừng là ngày 27 tây đi đến lúc đó các bạn sẽ được có tổng cộng là khoảng chừng 2.914 Bitcoin nằm trên mạng lưới của Lightning Network và tổng trị giá là lên tới 127 triệu đô la. Mạng lưới này đang có sự tăng trưởng rất là lớn như là các bạn thấy được trên màn hình. Mạng lưới Lightning Network đột ngột có sự tăng trưởng rất mạnh